xin mời. Anh làm gì vậy? Chị Ga Lăng là của phụ nữ mà. Thật ra tôi và Thành luôn đang thử nghiệm một vai chuyển đổi giới tính, cho nên là có chút nhầm lẫn. Xin mời. Phục vụ. Mẹ, anh sao vậy? Có sao không? Tôi thật thật xin lỗi. Thật ra tôi thấy cái ghế nó dơ quá, tôi chỉ muốn đổi cái khác cho anh thôi. Không sao đâu mà. Mở đầu tuy có hơi không được suôn sẻ thuận lợi lắm, nhưng mà tôi đảm bảo là bữa ăn hôm nay rất là đặc biệt, bởi vì đây là nhà hàng Pháp ưng ý nhất của tôi. Em có thể giới thiệu cho anh một số món đặc biệt ở đây được không? Dạ, nhà hàng có món ức vịt sốt xoài và đùi vịt rút xương sốt cam ạ. Anh ấy đang bị cảm, tôi nghĩ món vịt không phù hợp cho anh ấy. Vậy nhà hàng mình có món hải sản rất là tươi ngon ạ. Tại anh ấy đang bị thương, hải sản cũng không phù hợp. Hay là mình dùng món bò nướng và một số loại sốt khác như là món bò tôi đã thử qua rồi, tôi thấy cũng không có gì đặc biệt. Mình dùng món sườn heo được không ạ? Sườn heo hình như có vẻ rất là tầm thường thì phải. Vậy nhà hàng có món rất hợp với người bị cảm, bị thương và không tầm thường nữa ạ? Lấy cho tôi món đó. Món đó đi. Dạ, đây là nước khoáng, cung cấp chất khoáng và tăng cường sức đề kháng, đặc biệt rất hợp với người bị cảm, bị thương và không tầm thường. Dạ, đây là nước khoáng đến từ Pháp rất nổi tiếng ạ. Vậy là đây là món chính của tôi. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Cái món này cũng đặc biệt quá. Tới nơi rồi, tôi vào nhà nha. Tôi đưa anh vô nhà nha. Không cần đâu, để tôi tự đi vào được rồi. Không được. Nếu như tôi không làm như vậy, tôi thấy không được an tâm. Nhưng mà nhà tôi xa, đi bộ xa lắm á. Xa thì càng tốt. Ủa? Không, ý của tôi nói là đường càng xa thì tôi càng phải đưa anh vô nhà. Bằng đêm bằng hôm mà đàn con trai đi một mình rất là nguy hiểm. Tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn anh Minh và gia đình của anh về chuyện giúp đỡ cho tôi hôm trước. Tôi và Thành Luân là bạn, cô lại là chị của Thành Luân, có nghĩa là bạn của tôi. Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà. Dù sao tôi cũng cảm thấy là mình đang nợ anh Minh một món ân tình rất lớn. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ sẵn lòng vì bạn bè. Trời lạnh lắm, khoác áo của tôi vô cho ấm nha. Nhiệt độ trung bình hiện nay ngoài trời là 39 độ C. Đây quả thật là đợt nóng kỷ lục của thành phố. Kỳ vậy ta. Tôi vừa cảm nhận có một cơn gió lạnh nó thổi ngang qua đây mà.
trời hoàn toàn đứng gió, khiến không khí thêm oi bức. Sao kỳ vậy ta? Chắc là thông báo khu vực khác. Đến nhà rồi. Lẹ vậy? Không. Ý của em là em muốn chúc anh ngủ ngon. Em ngủ ngon nha. Lái xe cẩn thận á. Là bạn trai của em đi. Có những lúc anh ước thời gian ngừng lại, có những lúc anh muốn quay về ngày xưa, trở về nơi ký ức như chưa bắt đầu, trở về nơi ta mới quen nhau. Làm gì đó? Trở về ngày đầu tiên rừng mới. Tôi đang canh con. Con đây. Ai mượn không? Nhưng mà ê, không dừng nhị gì hết á. Yêu thầm cho nhau nụ hôn đầu tiên. Má mày ra, má mày ra, má mày ra. Mày về trước đi. Không rời bờ môi ấy ấm áp vô cùng. Ngày hôm qua ai sẽ cất đi chúng ta. Đừng xóa nụ hôn ấy, đừng xóa ký ức này, đừng xóa đi hết từng ngày mưa nắng đưa đón nỗi cười, rồi cất vào thương nhớ để mong mình bên nhau mãi mãi. Thật là nỗi điên mà. Tôi mà mất đứa con dâu này, mất cái hũ gạo này cũng chết với tôi. Làm sao đây, phải làm sao đây, khi đàn ông chỉ là số.